Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 3, nổi danh giang hồ 01. Nơi phòng lớn nhạn môn, người các môn các phái đang ngồi bàn luận không ngớt. Trong khu phòng khách ở hậu viện, Đường Lệ Từ đang chắp tay tản bộ trong vườn. Tiết trời đang vào độ xuân ấm áp, hậu viện của nhạn môn trồng nhiều cây đào. Hoa đào nở rộ sen lẫn với hoa lê hoa hành, màu hồng phấn sen lẫn sắc trắng như tuyết, cảnh sắc tươi đẹp tao nhã. Chỉ Vân ngồi trong phòng bón cho phụng phục được nửa bát cháo thì mất hết kiên nhẫn, trong lòng bực bội vị thiếu gia này tùy tiện nhận nuôi con trai nhà người khác, bản thân không chăm mà ném sang cho mình. Nhưng nếu không cho đứa nhỏ này ăn thì chỉ e nó sẽ chết đói. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia trời xanh mây trắng, gió thổi vi vu, nếu không vướng bận quá nhiều chuyện linh tinh thì đây thật sự là một ngày đẹp trời, thích hợp để ra ngoài ăn cướp. Đường Lệ từ đứng dưới tán cây lê nhìn về phía cây lê khác ở một góc sâu trong đình viện, tay phải ấn lên bụng, đứng im không nói. Bầu trời quang đãng, sắc mặt y cũng tốt, chẳng qua trong ánh mắt vẫn tràn đầy các loại cảm xúc vô cùng phức tạp không thể nói rock là vui hay buồn trời xuân rất đẹp hoa cỏ rất thơm mà người thì thoạt nhìn tâm trạng rất xấu có người hờ hững nói âm thanh vọng đến từ bên ngoài đình viện người như ngươi mà cũng có lúc buồn phiền thế thì trên đời ai muốn nhảy núi cứ việc nhảy núi ưa ừ nhảy biển xin mời nhảy biển ai treo cổ mặc sức treo cổ thích cắt cổ tha hồ cắt cổ việc ai người nấy làm chết đi là xong hết gió thổi thật mạnh đường lệ từ khẽ cười thổi được cả tôn thần đến chỉ vân liếc qua người vừa mới tới hắn không quen người này người vừa đến mặc áo trắng nhưng không giống tơ lụa trắng trên người chỉ vân áo trắng của người kia thêu toàn chữ là chữ chính là một câu người đời thích giả làm tiên riêng ta thích giả làm tên tồi tàn trâm xanh giữ búi tóc nàng trăng lên trời lạnh thoảng làn hương đêm tóc người kia trắng như tuyết buộc bằng đai ngọc nạm minh châu, dùng mạo tiêu sái anh tuấn, phiêu nhiên xuất trần, không đoán được tuổi tác, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì áng chừng hơn 20 tuổi. Người áo trắng cười hỏi y, sao tâm trạng u ám thế? Sao, viên âm, nhân ái hiểu trang tiên, ngã ái trang tàn? Thúy sai phù trụ dục y hoàn, ấn liễu dạ hương vô sự dã nguyệt thượng lương thiên. Đây là bài từ theo điệu lãng đào xa của tưởng tiệp, sống vào cuối thời tống đầu thời nguyên đang nghĩ xem bạc ngươi nợ ta bao giờ mới trả nốt đường lệ từ khẽ than tuyết tuyến tử ta thực sự không ngờ chuyện thi đình hạc bị giết lại có thể kéo được ngươi ra gặp ta lời vừa nói ra khiến chỉ vân giật nảy mình cái người tóc trắng dung mạo anh tuấn trước mắt hắn lại chính là vị khách dong chơi tuyết tuyến tử nổi danh khắp giang hồ mười mấy năm qua sao rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi chỉ nghe tuyết tuyến từ cười cười bước lại gần. Ta cũng không ngờ rằng cái chết của thi đình hạc lại dụ được con hồ ly tóc trắng nhà ngươi thò đầu ra khỏi hang. Thật sự không giống với phong cách của ngươi từ xưa đến giờ. Hử, ngươi tưởng phong cách của ta là gì? Đường lệ từ mỉm cười, tuyết tuyến tử chắp tay thong thả đi một vòng sau lưng y. Phong cách của ngươi à, vô cùng đơn giản, chính là hai chữ gian trá. Đường lệ từ hỏi, thi, tuyết tuyến tử nói, chỉ bằng chữ thì này của ngươi đã thấy được chỗ gian trá rồi. Đường lệ từ đáp, quá khen rồi, thoáng ngừng một chút, y rồi nói tiếp, tuyết tuyến tử, nhắc đến cây chết của thi đình hạc, điều ngươi chú ý nhất là gì? Tuyết tuyến tử vươn tay lên hái một đóa hoa lê trên cây xuống, đưa lên mũi người vô cùng thích thú, dĩ nhiên là tiền rồi. Đường lệ từ khẽ cười, tỏ thái độ cực kỳ tán thương. Tuyết tuyến tử lắc đầu, thi đình hạc sống hay chết không quan trọng, quan trọng là có người buôn bán độc dược và kiếm lợi từ nó. Số tiền này thu về một mối nhiều như thế là chuyện vô cùng đáng sợ. Đường lệ từ đồng tình, không sai, nếu phần lớn tiền bạc đổ vào nơi không sản xuất ra của cải vật chất, vậy thì tiền chi cho trồng trọt may vá, nấu rượu luyện kim hàng ngày sẽ giảm xuống. Cứ dần dần như vậy sẽ rối loạn mất cân bằng, mà các ngành nghề khác cũng suy thoái theo. Tuyết tuyến tử nói, cho nên mới dụ được ngươi ra. Đường lệ từ đáp, ta ấy à, ta là vì chính nghĩa cho giang hồ, thái bình cho chúng sinh. Y thoáng ngừng lại rồi tiếp, nói qua nói lại thì, tuyết tuyến tử, tiền ngươi nợ ta bao giờ mới trả. Chỉ vân ngồi trong phòng phụt cười, tuyết tuyến tử nhẹ nhàng xoa xoa dây ngọc trên đầu, việc này, đang tiết trời phơi phới hoa cỏ ngập tràn thế kia, nhắc đến tiền nông có phải là dung tục quá không? đợi lần sau có bầu không khí phù hợp thì hãng bàn nhé. Đường lệ từ nói, nếu ngươi làm giúp ta một chuyện thì ba ngàn lượng bạc còn nợ khỏi cân trà cũng được. Tuyết tuyến tử khẽ ổ lên, chắp tay ngừng đầu, ta không làm chuyện quá khó khăn, chuyện không có hứng thú, chuyện mất sức và chuyện không dính đến gái đẹp, những chuyện còn lại nói thử nghe coi. Đường lệ từ mỉm cười, không khó đâu, người tìm giúp ta một người. Ai ấy? Mắt tuyết tuyến từ khẽ đảo, gái xinh à? Đường lệ từ đáp, không sai, ta dùng ba nghìn lượng bạc nhờ ngươi tìm giúp con gái Bạch Ngọc Minh, Minh Nguyệt Thiên Y Bạch Tố Sa của Bạch Phủ, tuổi còn rất trẻ, vóc dáng đẹp, gương mặt lại càng đẹp hơn. Được, tuyết tuyến từ đáp, nếu không đủ đẹp thì ta muốn nhận sáu màn lượng vàng. Đường lệ từ phất phất tay mỉm cười, không thành vấn đề. Tuyết tuyến từ hỏi, còn lý do tìm người thì sao? vì không tìm được đường lệ từ đáp tuyết tuyến tử ừ một tiếng trên đời này mà cũng có người ngươi không tìm được lạ ghê ta đi đây hắn nhảy lên bờ tường nhìn bốn phương tám hướng xung quanh mỉm cười đến khi nghe bốn bề đột nhiên hô vang tuyết tuyến tử mới tung người lướt đi người này vẫn màu mè như vậy đường lệ từ lắc lắc đầu chỉ vân chui ra từ trong phòng vợ của lão tử sao phải nhờ lão già háo sắc kia tìm giúp Già khu đế rồi mà vẫn còn mê gái đẹp, đường lệ từ đáp, tại ngươi không tìm được đấy thôi. Chỉ vân nổi giận đùng đùng nhưng không tìm nổi một câu để cãi lại, mặt đỏ bừng bừng, lại nghe đường lệ từ nói, đừng giận đừng giận, tỉnh tỉnh ngươi sao mà nóng này quá. Người luyện võ phải đặt tu tâm dưỡng tính lên hàng đầu, nếu không khống chế được cơn nóng giận của mình thì võ công không thể tăng tiến thêm một bậc đâu. Chỉ vân càng nghe càng nổi điên hận không thể bóp đường lệ từ chết tươi đúng vào lúc này ngoài cửa có người khẽ gọi một tiếng sư phụ sau đó nàng đầy cửa vào chính là trung xuân kế đường lệ từ mỉm cười đáp sư phụ cô đi rồi trung xuân kế cúi đầu ta đoán ông ấy không còn ở đây nữa sư phụ xưa nay vẫn vậy chỉ vân liếc nhìn nàng thầm nghĩ năm xưa tuyết tuyến tử chắc chắn là vừa mắt nhan sắc của nữ đồ đệ này đáng tiếc tiểu nha đầu này được cái mặt đẹp nhưng lại ngu mốc y trang đám người bạch đạo kia đúng là đồ con rùa thật không biết tuyết tuyến từ dạy dỗ kiểu gì mà ra được một nữ đồ để cứng đầu cứng cổ ngu mốc đần độn cỡ này chỉ nghe nàng nói đường công tử giang bá bá và thanh hòa đạo trường đã tra ra ai là gian tế trong nhạn môn nhưng độc tính trên người kẻ này đã phát tác đầu óc không tỉnh táo cả người nổi đầy ban đỏ giang bá bá đã nhốt hắn lại để tìm cách tra khảo vậy sao đường lệ từ nói thương quá thương quá miệng y lầm bẩm thương này thương nọ nhưng gương mặt lại mỉm cười quả thật không nhìn ra rốt cuộc có mấy phần thật lòng chỉ vân lạnh lùng ngư một tiếng thương vay khóc mướn đúng lúc mọi người đang bàn bạc ngoài cửa chợt lóe lên một bóng người mặc áo lam cổ khê đàm hô lên trông mũi dư khớp phượng tới dư khớp phượng là kiếm vương dư khắp phượng bị thi đình hạc đánh bại ở trung nguyên kiếm hội đấy ư. Chỉ vân thắc mắc, chẳng lẽ hắn cũng quan tâm đến cái chết của thi đình hạc sao? Đối với dư khắp phượng mà nói, thì thi đình hạc chết là chuyện quá tuyệt vời, tốt đến không thể tốt hơn được. Cổ khê đàm chắp tay nói, mời các vị cùng lên nhà chính gặp khách. Mấy người vừa ra đến nhà trước đã thấy người đứng đông nghịt trong sảnh đón khách, khách mời và môn hạ trong nhạn môn tranh nhau xếp thành hàng dài chỉ mong được thấy vị kiếm vương giang hồ kia một lần. Giữa một biển ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ của mọi người, một vị đeo kiếm xài bước đi tới. Chỉ thấy người này vóc dáng rất cao, cơ bắp cuồn cuộn, giống như sinh ra đã to lớn hơn người bình thường hai ba phần. Da hắn ngăm đen, mặc áo màu đỏ nâu, quả nhiên khác biệt với mọi người. Giang phi vũ tiến lên nghênh đón, kiếm vương hạ cố đến chơi, thật là vinh dự cho tệ môn, mời ngồi. Ánh mắt dư khấp phượng đảo quanh tất cả mọi người trong sảnh một lượt. Ai bị hắn quét mắt qua cũng giật mình thon thót. Quả nhiên dư khấp phượng không giận mà uy khí độ hơn người. Giang môn chủ khách khí rồi, dư khớp phượng cất giọng lạnh nhạt. Tầm mắt hắn lướt qua mọi người rồi dừng lại trên mặt đường lệ tư. Ta nghe nói nhạn môn lùng bắt gian tế liên quan đến cái chết của thi đình hạc nên mới tới đây xem. Cũng không ngờ giang môn chủ bản lãnh cao siêu đã mời được chủ nhân vạn khiếu trai đến đây chấn giữ rồi. Chủ nhân vạn khiếu trai, lời này của Dư Khấp Phượng vừa nói ra đã khiến mọi người xôn xao kinh ngạc, bàn luận càng sôi nổi. Cổ khê đàm thầm nghĩ, chủ nhân vạn khiếu trai, làm sao có thể chứ? Đảo mắt quan sát một lượt khách khứa cũng không nhìn ra vị nào có khả năng là chủ nhân vạn khiếu trai. Thời buổi bây giờ nếu hỏi ai có nhiều tiền nhất, ngoài đương kim thánh thượng ra đương nhiên là vạn khiếu trai vạn khiếu trai làm ăn buôn bán, nắm trong tay nhiều ngành nghề như châu báu, tơ lụa, rượu chè, chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã mở rộng chuyện làm ăn ra khắp thiên hạ. Chủ nhân nó có gia tài bạc triệu, dầu nứt đố đổ vách, nhưng trên giang hồ gần như không ai biết kẻ này là ai. Giang Phi Vũ thẩm nghĩ nếu chủ nhân vạn khiếu trai thật sự đến đây mà bản thân ông lại không biết, thì nhạn môn xưa nay thông tin nhanh nhạy nổi danh khắp thiên hạ biết giấu mặt vào đâu chỉ thấy ánh mắt dư khớp phượng không rời đường công tử, trong lòng thầm kinh ngạc, chẳng lẽ vị đường công tử này lại là? Sao ngươi biết ta chính là chủ nhân vạn khiếu trai? Đường lệ từ khẽ cười, không hề phủ nhận. Lời vừa nói ra khiến mọi người lại xôn xao một phen. Chỉ vân hờ hững nhìn đường lệ từ, thái độ có phần hả hê. Dư khớp phượng bình thản nói, trên cổ tay ngươi đeo vòng bạc tẩy cốt, vòng bạc này trừ tà dưỡng phúc cầu may, lại còn là đồ cổ, giá trị không thể đong đếm, nghe đồn là vạn khiếu trai đang giữ nó. Nếu không phải là người đứng đầu vạn khiếu trai thì ai dám đeo nó trên tay như một trò đùa thế kia? Ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào cổ tay đường lệ tư, chỉ thấy trên cổ tay y đúng là đeo một vòng bạc khắc hoa văn tinh xảo, nhưng không biết chiếc vòng bạc này lại có giá trị không thể đong đếm. Gương mặt xinh đẹp của Trung Xuân kế đổi sắc liên hồi nàng thầm nghĩ hóa ra vòng bạc này lại mang ý nghĩa như vậy. Nàng đã thấy nó từ lâu nhưng mà không nhận ra. Cổ khê đàm thầm nghĩ chẳng trách cái tên chỉ vân kia lại nghe lời đường lệ từ giam tắp, hóa ra y đúng là chủ nhân vạn khiếu trai. Nhưng người này rõ ràng vừa là quốc cữu vừa là thương nhân, vì sao lại nhúng tay vào chuyện trong giới giang hồ. Hóa ra dư kiếm vương cũng rất quan tâm đến chuyện thi đình hạc chúng đâu. Đường lệ từ mỉm cười, ý tưởng lớn gặp nhau, ta nhúng tay vào chuyện này chẳng qua là vì tò mò đó thôi. Dư kiếm vương không cần phải chừng mắt nhìn ta như vậy. Nghe đến đây, Giang Phi Vũ giật nảy mình. Đường lệ từ không phải người trong giang hồ nhưng lại dám mở miệng trả treo với dư khớp phượng, mơ hồ mang phong thái không chịu thua kém người ta. Trong mắt dư khớp phượng tức thì ánh lên tia giận dữ, mà sắc mặt vẫn bình thản. trời sinh dư khớp phượng có đôi mắt to, không hề có ý bất kính với chủ nhân vạn khiếu trai đường lệ từ mỉm cười kiếm vương khách khí rồi dư khớp phượng không để ý tới y nữa ngẩng đầu nhìn trời không biết tên gian tế kia đang ở đâu đang ở xương phòng thứ ba giang phi vũ nói chúng ta đã mời đại phu tay nghề tinh thông đến kiểm tra xem người này trúng loại độc gì nhưng độc tính lại vô cùng phức tạp khó mà giải được độc tính có thể kích thích tiềm năng khiến người ta khỏe mạnh vô cùng lại không biết mệt mỏi dư khớp phượng nói chẳng trách hôm tổ chức kiếm hội thi đình hạc có thể đánh rơi trường kiếm trong tay ta. Tuy thần sắc trên mặt hắn vẫn bình thản nhưng giọng điệu lại chất đầy thù hận, khiến người nghe lạnh hết cả sống lưng. Đúng vào lúc này, trong nhà có người hét to một tiếng, môn chủ. Môn chủ, một người lao vào từ hành lang, cậu giáp bị kẻ nào đó giết rồi. Sao cơ, giang phi vũ biến sắc hỏi, sao lại thế được? Người trông coi hắn đâu? Người kia đáp, trương sư huynh và vương sư huynh cũng bị thích khách giết chết rồi. Nói xong thì quỳ đánh phịch xuống đất, các đệ tử vô dụng. Dư khớp phượng thả nhiên nói, nhạn môn triệu tập anh hùng trong thiên hạ đến để bàn chuyện tinh quỳ cửu tâm hoàn, vậy mà lại có người bị giết ngay trong nhạn môn, thật là hoang đường. Giang phi vũ gượng cười, tệ môn hổ thẹn, lập tức có mấy người vội vàng rào bước đi về phía xương phòng thứ ba. Chỉ vân và đường lệ từ đứng yên tại chỗ, thì nhìn mọi người lũ lượt kéo đến xương phòng thứ ba phòng khách vốn chật kín toàn người là người giờ lại trở nên vắng vẻ. Chỉ Vân bỗng mở miệng gọi thiếu gia Đường Lệ từ ư ừ một tiếng rồi lại khẽ thở dài thì ra ngươi vẫn còn nhớ. Y không nói hết câu những chữ còn lại đương nhiên là thì ra ngươi vẫn còn nhớ ta là thiếu gia của ngươi năm đó Chỉ Vân làm thư đồng ở nhà họ Đường vẫn gọi Đường Lệ từ là thiếu gia nay đã bước vào giang hồ được mấy năm mở mồm ra là xưng lão tử, đương nhiên sẽ không tự coi mình là nô bộc nữa, nhưng khi gặp chuyện nghiêm túc vẫn vô thức gọi ra danh xưng cũ. Chỉ vân hừ nhẹ, người không cảm thấy dư khớp phượng đến quá nhanh, gian tế của nhạn môn cũng bị giết đúng lúc quá à. Đường lệ từ nói, người đến quá nhanh chứng tỏ kiếm vương có bản lĩnh, gian tế chết quá lẻ chứng tỏ hắn chết không hết tội, có gì mà không đúng. Chỉ vân lạnh lùng nhìn y, Ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Đường lệ từ khẽ mỉm cười, xưa nay ta luôn đàng hoàng. Sau nhà lại bất ngờ nổi lên một cơn ồn ào náo động, đường lệ từ nói, với năng lực của kiếm vương thì chắc đã tìm ra hung thủ giết người. Còn chưa nói hết câu, Trung Xuân Kế đã chạy tới, Dư Đại Hiệp đã tìm được hung thủ giết cầu giáp, hắn cũng đã nhận tội, nói đêm qua có người bịt mặt mua chụp hắn giết chết cầu giáp với giá một vạn lượng vậy sao kiếm vương anh hùng cơ chí đường lệ từ hết sức bội phục đường lệ từ nói trung xuân kế mặt mày tươi tắn như hoa bắt được hung thủ bị bắt quá nhanh hiển nhiên khiến nàng hết sức vui vẻ chỉ vân lạnh lùng nói hung thủ này rõ ràng là hung thủ này rõ ràng đáng chết đường lệ từ nói trung xuân kế la lên không sai sau khi tên đó thừa nhận đã bị dư đại hiệp vung một kiếm kết liễu trên dưới nhạn môn đều rất cảm kích hành động trừ gian của Dư Đại Hiệp. Chỉ Vân nhìn hết nổi mà nói, tiên sư nó cái đồ con chóa. Rõ ràng tên này chỉ là hạng dâu ria, đôi lông mày thanh tú của Trung Xuân kế nhíu lại, Dư khớp phưởng tìm được hung thủ giết hại cầu giáp lại còn kết liễu hắn luôn rõ ràng là chuyện tốt. Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao Chỉ Vân lại căm tức đến vậy. Đường lệ từ chỉ khẽ cười, đúng vào lúc này Đám người đang tụ tập trong sương phòng lại nhao nhao đi ra, dư khớp phượng đeo kiếm nhô cao lên khỏi vai đứng giữa đám rông trông chẳng khác gì con hạc lạc vào bầy gà. Đường lệ từ bước ra đón, còn chắp tay với dư khớp phượng, nghe tin kiếm vương bắt được hung thù quả thật đáng chúc mừng. Đêm nay ta bày tiệc ở họa mi quán, kiếm vương nếu nể mặt ta thì đêm nay mọi người cùng say một trận có được không? Dư khớp phượng liếc nhìn y rồi cười sảng khoái. Chủ nhân vạn khiếu trai mời khách, ai lại không đi. Tối nay không say không về, đường lễ từ lại quay sang mời Giang Phi Vũ, Cổ Khê Đàm và vài người khác. Tất nhiên mọi người đều đồng ý. Người trong sảnh đường ai nấy vui mừng hớn hở, không khí hòa thuận, chỉ có chỉ vân đứng ngoài lề thở ơ lạnh nhạt, đầy bụng cáu giận. Buổi tối, trăng sao lấp lánh, gió thổi vi vu Họa Mi Quán là quán rượu tốt nhất ở huyện Nhàn, dựng trên con suối Bắc Môn vừa uống rượu ăn cơm vừa nghe tiếng nước chảy dốc rách dưới lầu, thi thoảng lại được ngắm cá nhảy nghe tiếng ếch kêu vô cùng phong nhã. Hào kiệt bốn phương tụ họp tại nhạn môn đang ngồi cùng bàn tiệc chính với dư khớp phượng, đường lệ từ ngồi bên cạnh, những người còn lại trong nhạn môn ngồi ở các bàn xung quanh, chủ khách hòa hợp, ăn uống linh đình, trò chuyện thật vui vẻ. nhắc đến chuyện thi đình hạc lạm dụng thuốc độc hại người còn tự hại mình, mọi người đều sụt sùi thương tiếc càng thêm căm hận thấu xương loại thuốc độc hại người này. Một bóng người cao lớn áo trắng đang ngồi tựa lưng vào hành lang bên ngoài tiệc rượu. Chỉ vân ngẩng đầu nhìn trời, không hề dự tiệc, nước suối bên ngoài họa mi quán trong trẻo, có vài bông hoa nhỏ màu trắng nở ven dòng suối. Giờ đang là mùa xuân, suối đầy nước, phản chiếu ánh trăng trên bầu trời chậm chậm di chuyển, cảnh sắc tươi đẹp. Chỉ vân thở ơ ngắm nhìn, nếu là trước kia thì vào ngày trời đẹp như thế này hắn đã sớm đi đánh bạc uống rượu cùng đám anh em của mình trên núi hồng mai rồi chỉ huynh có người khẽ gọi sau lưng hắn người vừa tới bước chân vững vàng hơi thở bình ổn là một cao thù chỉ vân chẳng thèm quay đầu lại lười nhác hỏi cổ khê đàm người vừa tới mặc áo lam tóc buộc gọn chính là cổ khê đàm chỉ vân hờ hững nói trong kia toàn rượu ngon thức ăn ngon đại hiệp nhan nhản ngươi không đi góp vui à cổ khê đàm cầm chén rượu ta đã đi uống một vòng rồi mà sở trường của ta không phải uống rượu chỉ vân cười khà khà cổ khê đàm nói không nhìn ra người tao nhã như đường công tử mà tiểu lượng lại tốt đến thế chỉ vân lạnh nhạt đáp các ngươi mà chuốc say được con hồ ly tóc trắng kia thì có mà uống cạn cả nước biển cổ khê đàm khẽ cười hồ ly tóc trắng chỉ vân liếc xéo Người chưa nghe ai nói bao giờ à? Cổ khê đàm lắc đầu, năm nay hắn mới 27-28 tuổi mà cũng đã hành tẩu giang hồ được 10 năm, hầu như chỉ để ý đến ân oán trong giang hồ chứ rất hiếm khi hóng hớt mấy chuyện ly kỳ ít người biết. Chỉ Vân liền kể cho hắn nghe một vài lời đồn mà người trong kinh thành hay bàn tán. Hơn ba năm trước quốc trưởng đương triều đường vi khiêm vớt được một thiếu niên dưới giếng nước trong phủ nhà mình, ông liền nhận làm con nuôi đặt tên là đường lệ tư lai lịch vị quốc cữu này không rõ ràng, hành tung bí hiểm còn thường xuyên rời kinh thành. Trong thành đồn đại y là hồ ly biến thành, nếu không thì cũng cùng họ với yêu ma quỷ quái, không ai dám đắc tội với y. Cổ khê đàm nghe xong bật cười, thì ra là vậy. Hắn yên lặng một lúc lại hỏi, thật ra chuyện hôm nay cô mẫu hơi nghi ngờ, ta thấy chỉ huynh không muốn vào tiệc rượu, hay trong lòng cũng có suy nghĩ giống như ta. Nghĩ gì chứ? nghĩ xem rốt cuộc là ai ra giá một vạn lượng bạc để giết người sao? Chỉ vân thản nhiên đáp, hay là nghĩ rốt cuộc ai có được tin tức nhanh nhảy, giết cầu giáp đúng lúc dư khớp phượng vừa bước chân vào nhạn môn. Cổ khê đàm khẽ cười, tất cả hoặc là vẫn còn một điều, rốt cuộc là dư đại hiệp sốt ruột muốn nghe xem cầu giáp nói gì nên cầu giáp mới gặp họa sát thân, hay là dư đại hiệp sốt ruột không muốn nghe cầu giáp nói gì nên cầu giáp mới gặp họa sát thân. Chỉ Vân bật cười, thoạt nhìn thì giống đám rùa rụt cổ kia, ta không nhìn ra ngươi cũng nghĩ được nhiều chuyện phết. Cổ khê đàm đáp, không dám, hắn đứng ở mép lan can nhìn dòng suối, giang hồ có biến, ta cảm thấy chuyện thi đình hạc uống thuốc độc chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi. Chuyện này có lẽ còn liên quan rất nhiều phe phái nhân vật, nếu tiếp tục điều tra thì kết quả sẽ rất đáng sợ, dư đại hiệp giết một tên thích khách cũng đâu thể kết thúc mọi chuyện chứ. Người sợ à, chỉ vân phì cười, nói thật, đối với rất nhiều nhân vật lớn nhỏ trong giang hồ, ta một là không thân hai là ngứa mắt. Nếu chuyện này vỡ ra lòng trời lở đất nát bé nát bét, lột được càng nhiều mặt nạ của đám người ấy thì lão tử lại càng vui. Cổ khê đàm thở dài, chuyện trốn giang hồ nào có đơn giản như vậy. Nói rồi quay lại nhìn vào căn phòng sau lưng, nhưng không biết đường công tử mở tiệc mời dư đại hiệp là có dụng ý gì. Lão tử không biết. Họ đường kia thần thần bí bí len lén lút lút, mặt mũi trông giống người tốt mà bụng dạ thì như ma quỷ. Ai biết y đang toan tính cái gì? Ta thấy mặt mũi đường công tử rất đàng hoàng đoan chính, chắc không phải là kẻ gian tà. Y đứng đầu vạn khiếu trai, sau này nếu thật sự điều tra chuyện tinh quỷ cửu tâm hoàn, phe ta chắc hẳn sẽ được đường công tử giúp đỡ rất nhiều. Chỉ mong y không vì chuyện này liên lụy sâu xa mà rút lui hai người đứng bên ngoài trông trăng ngắm nước người trong phòng đã uống được mấy lượt rượu dư khớp phượng nhìn hai người ngoài cửa sổ cất giọng nhàn nhạt sao chỉ vân không vào tiệc đường lệ từ đã uống kha khá nhưng gương mặt vẫn trắng ngần trơn bóng hơi nhuốm lên một tầng ửng hồng cực nhạt khí sắc rất tốt chắc lại bất mãn chuyện gì thôi nói tới đây lại than khẽ tính tình chỉ vân vốn lập dị vừa rồi kiếm vương giết chết thích khách kia hình như đã làm hắn bực mình Ta thật sự không hiểu vì sao." Dư Khấp Phượng hỏi lại, "À, lẽ nào hắn nghĩ thích khách kia không đáng chết?" Đường Lệ từ liếc mắt nhìn hắn, đã hơi ngà ngà say, "Chuyện này ta không rõ, ai cũng chỉ có một cây mạng, nếu tha được thì tha cho kẻ đó vẫn hơn." Dư Khấp Phượng vẫn buông giọng nhàn nhạt, nhạt, "Đây là lòng nhân của đàn bà, Đường công tử mềm lòng như vậy thì đâu xứng đáng nắm giữ gia sản lớn ngần ấy." Đường Lệ từ khẽ ngáp một cái choáng choáng hơi men thì là chưa đủ nhân đạo với người ngoài đó giang phi vũ ngồi bên cạnh y cau mày nói đường công tử có vẻ say rồi ta đưa y về phòng trước mọi người cứ tiếp tục đi dư khớp phượng vỗ vai đường lệ từ đường lệ từ thoáng chấn động dường như ngày càng buồn ngủ nên y gục lên bàn thiếp đi giang phi vũ đành đỡ y dậy hành lễ cáo từ với mọi người ra đến ngoài cửa chỉ vân liền đưa tay ra đỡ lấy đường lệ từ cổ khê đàm nhờ giang phi vũ tiếp tục tiếp khách để hắn đưa hai người chỉ vân và đường lệ từ về về tới nhạn môn sau khi đưa đường lệ từ về phòng cổ khê đàm mới nhịn hết nổi mà hỏi chỉ huynh nói đường công tử ngàn chén không say e là không đúng đâu chỉ vân lạnh lùng nhìn đường lệ từ đang nằm dài trên giường lời lão tử nói ra khỏi miệng giống như đánh rắm hàng thật giá đúng chắc chắn không sai hắn trợn mắt nhìn người trên giường Ngươi còn chưa chịu dậy à? Ta dậy bây giờ thì lộ tẩy hết. Đường lệ từ nhắm mắt khẽ cười. Cổ thiếu hiệp vừa rồi cũng uống rượu mà không có cảm giác gì à? Cổ khê đàm hơi ngẩn người rồi thử vận khí. Chẳng lẽ? Mặt hắn tái đi. Trong rượu có độc. Đường lệ từ mở mắt ra. Không sao đâu. Có xíu siêu thạch tín thôi. Với tu vi và nội lực của cổ thiếu hiệp thì không gây ảnh hưởng lớn. Cổ khê đàm âm thầm cười khổ. Tuy lượng độc rất nhỏ khó lòng phát hiện nhưng đã uống vào bụng thì cũng không ổn. Thế mà nhìn bộ dạng y bình thản cứ như chỉ thêm tí muối tí tiêu mà thôi, là ai hạ độc? Một tên sai vặt họa mi quán mới thuê. Lúc sầm tối có người ra giá một vạn lượng bạc sai hắn hạ độc trong tiệc rượu tối nay. Lượng độc không nhiều, nếu không uống hết 10 vò rượu thì chẳng có gì đáng lo. Giọng đường lệ từ dịu dàng điềm đảm nhưng nụ cười thì vô cùng hớn hở. Dư khớp phượng chắc sẽ nhanh chóng phát hiện ra trong rượu có độc chắc cũng không mất nhiều thời gian để tìm thấy người hạ độc cha hỏi ra kẻ bịt mặt bỏ một vạn lượng bạc sai người hạ độc chắc còn nhanh hơn nữa cổ khê đàm sợ hãi hỏi vậy chẳng phải giống hệt cái chết của cầu giáp mới rồi sao lẽ nào kẻ đứng sau màn lại ra tay lần nữa muốn hạ độc giết chết toàn bộ nhạn môn thủ đoạn rẻ tiền này người thông minh cùng lắm chỉ là một lần nếu cầu giáp chết rồi hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xài lại chiêu này lần nữa chỉ vân lạnh lùng nhìn đường lệ tư, ngươi đang dở cho quỷ gì đấy? Cả đời ta ghét nhất một chuyện, đường lệ tư khẽ mỉm cười, cổ khê đàm hỏi, chuyện gì? Ý đáp ghét nhất có người tính kế với ta, cổ khê đàm đồng tình, chuyện này, chỉ e hầu hết mọi người đều căm ghét. Đường lệ tư nói, đúng vậy, ta cũng chỉ là một người bình thường. Chỉ vân lạnh lùng nói, ta còn chẳng rõ rốt cuộc ngươi là người hay là yêu, lão tử chỉ muốn biết có phải ngươi hạ độc không? Cổ khê đàm nghe vậy thì giật nảy mình, thế mà đường lệ từ lại mỉm cười đáp, phải. Ngươi đang giờ cho quỳ gì vậy? Muốn hạ độc chết hết mấy chục vị đại hiệp giang hồ vang danh thiên hạ à? Chỉ vân cười nhạt, đường lệ từ thoải mái khép mắt lại, tơ lụa gấm vóc hoa lệ trên giường ánh lên gò má thanh tú của y, tiếp tục cười nói. Hai người các ngươi cũng cho rằng chuyện dư khấp phượng giết người hôm nay không hề đơn giản đúng không không sai cổ khê đàm đáp tuy rất khả nghi nhưng lại không có chứng cứ đường lệ từ tiếp nếu có người mua chuộc được kẻ giết người ngay trước khi dư khớp phượng bước vào cửa thì điều này cho thấy nhạn môn chắc chắn vẫn còn gian tế khác nhưng chúng ta lại không biết hắn là ai cậu giáp chết đúng lúc như thế có lẽ là do dư khớp phượng đứng sau giật dây cũng có thể không phải cổ khê đàm gật đầu đúng vậy đường lệ từ nói tiếp Tên thích khách kia sống hay chết không quan trọng, quan trọng là cầu giáp đã chết, manh mối bị cắt đứt, thế mà người trong nhạn môn lại cho là kiếm vương anh minh, vui mừng phấn khích. Người và chỉ vân cực kỳ bất mãn chuyện này nhưng chẳng thể làm gì được, đúng không? Cổ khê đàm gật đầu lần nữa, đường lệ từ lại khẽ mỉm cười, không có bằng chứng, không thể chỉ ra hung thủ, nên cũng không thể cãi nhau với kiếm vương. Vậy thì vẫn nên mời khách ăn bữa cơm gắn kết tình cảm, bắt trước hắn chơi lại một vố cũng đâu có thiệt. Đầu óc cổ khê đàm đảo tới đảo lui mới bừng tình người này không có chứng cứ chuẩn xác có thể kết luận dư khớp phượng nguyện cớ trừ gian diệt bảo để giết người diệt khẩu, cho nên mới sai tên đầy tớ ở quán rượu hạ độc mọi người. Không cần biết chủ mưu có phải dư khớp phượng hay không, nhưng hắn nhất định có mặt trong bữa tiệc và phải uống chén rượu y hạ độc. Thủ đoạn mua chuộc người hạ độc giống hệt với chiêu mua người giết cầu giác, những người khác chỉ biết là kẻ đứng sau mọi chuyện lại ra tay lần nữa, nhận ra chuyện này chưa hề kết thúc mà đề cao cảnh giác. Còn kẻ chủ mưu thực sự đương nhiên biết có người vu oan giá hỏa cho mình, nhưng rượu độc uống vào bụng rồi, tay bắt được tên sai vặt rồi cũng chỉ nhận được một câu có người bịt mặt trả một vạn lượng mà không biết ai là người hạ độc hãm hại. Người này có thể là đường lệ từ mà cũng có thể không phải, kẻ chủ mưu cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt giống những người cùng ăn tiệc hôm nay cổ khê đàm giờ khóc giờ cười đường công tử kế này cho dù hà lòng hà giả nhưng dù sao thạch tín vẫn là chất độc giết người uống nhiều quá cũng chết đó đường lệ từ mỉm cười ừ đã hạ độc thì phải dùng chất độc chết người chứ đúng rồi vừa nãy kiếm vương quan tâm chỉ vân ngươi lắm đấy ta đã bảo hắn là ngươi ngứa mắt hắn lắm sau này đứng trước mặt hắn ngươi không cần tỏ ra khách khí dù ngươi có động tay động chân hay chửi như tát nước vào mặt thì hắn cũng không thấy lạ đâu. Cổ khê đàm nghe y nói mà suýt sặc, ho lên khủ khủ. Chỉ vân lạnh nhạt nói, ngươi lại còn vẽ chuyện. Đường lệ từ khẽ cười, quá khen, quá khen. Trong lòng ba người hiểu rõ, nếu Dư Khớp Phượng thực sự là chủ mưu ám sát cầu giáp, hắn phát hiện chỉ vân nghi ngờ mình thì nhất định sẽ ra tay. Đường lệ từ nói toạc ra chính là dùng chỉ vân làm mồi nhử để chứng thực cho nghi vấn trong lòng mọi người. Nếu chỉ vân gặp phải phục kích thì quá nửa là dư khớp phượng có vấn đề, dư khớp phượng đương nhiên hiểu rõ đạo lý ấy. Để xem trong thế rằng co này, rốt cuộc ai dám ra tay đánh cược một trận phân thắng thua. Bây giờ tình hình bên họa mi quán chắc đang hỗn loạn lắm rồi. Cổ khê đàm bình tĩnh lại, thoáng trầm ngâm, ta và đường công tử đều uống rượu trúng độc, chỉ huynh không uống rượu, thế này đi, chỉ huynh và ta quay lại cứu người, đường công tử ở lại đây nghỉ ngơi là được. Chúng ta chỉ cần nói phát hiện trong rượu có độc, quay về bắt kẻ gian. Đường lệ từ nhắm mắt mỉm cười phất phất tay, vậy ta ở lại nghỉ ngơi. chương 4, nổi danh Giang Hồ không hai Hai người cùng nhau đi, trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, bốn bề vắng lặng không còn bóng người. a a e trong chiếc nôi tre đặt bên cạnh giường, Phụng Phụng đang đung đưa mép nôi, mở đôi mắt to tròn nhìn đường lệ từ đăm đăm, có vẻ rất bất mãn vì y rời đi lâu quá. Đường lệ từ ngồi dậy nhìn Phụng Phụng rồi đưa tay ra bế nó lên, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Phụng Phụng bám được vào tóc y là không ngừng kéo kéo giật giật, ánh mắt sáng lên, giống như ý nghĩa của cuộc đời nó là túm lấy mái tóc xám cho kia của đường lệ từ. Y khẽ thở dài rồi yên lặng dây lát, Phụng Phụng, có người nói ham muốn kiểm soát của ta quá mạnh, bất kể là bạn hay là thù, bảo ta phải thay đổi, phải làm người tốt, nhưng ta không biết làm người tốt là như thế nào. Y ôm phụng phụng ngã ra giường, nhẹ nhàng nói, không hạ độc dư khớp phượng và đám khách khứa kia cho chết thật thì chắc cũng coi như làm người tốt rồi. Một tiếng soạt nhỏ vang lên, trong bụi cỏ ngoài cửa có thứ gì đó khẽ động, cái đó cửa sổ bật mở đánh đùng, một cơn gió giữ thốc thẳng vào mặt. Trong gió, có một thanh kiếm đâm tới từ cửa sổ, nhắm thẳng vào ngực Đường Lệ Tư. Đường Lệ Tư còn đang ôm Phụng Phụng trong lòng, vừa nghe tiếng động trong chớp mắt đã ngồi dậy. Trong tích tắc mũi kiếm sắp đâm trúng đích, kẻ kia dồn thêm sức vào kiếm muốn xuyên thủng cả hai người. Chợt vang lên một tiếng keng giòn giã, trên tay hắn chợt nhẹ bẫng, lưỡi kiếm bất ngờ gãy đôi bay vèo lên không trung, ghim thẳng vào xà ngang không rơi xuống được kẻ đến giật mình sợ hãi, đang định lùi về phía sau để thoát thân thì bị giữ lại. Bàn tay trắng nõn của đường lệ từ đã tóm được tay hắn cùng với chuôi kiếm, đợi đá. Kẻ kia hoảng sợ muốn chết, vội giơ tay trái lên định đánh xuống đầu y. Đường lệ từ nâng tay trái lên, chỉ nghe một tiếp bộp, tay trái kẻ kia bổ thẳng xuống tay phải đang cầm kiếm của chính hắn, cổ tay đau đớn thấu xương, kêu lên lên một tiếng, ngươi, ngươi, là người hay quỷ? Là người. Đường lệ từ nắm chặt tay hắn không buông, khẽ mỉm cười, gương mặt y thanh lệ đoan chính, nhưng trong mắt kẻ kia thì không khác nào quỷ sống. Chỉ nghe y tiếp tục nói, còn là người tốt nữa cơ. Kẻ kia chịu hết nổi, vội lùi về một bước. Đường lệ từ lại tiến lên một bước, phụng phụng nằm trong ngực y chẳng hề sợ hãi cảnh đao kiếm múa may này, chỉ mt ngón tay, đưa đôi mắt tò mò nhìn kẻ vừa đến. Đây là một người bịt mặt trẻ tuổi, tóc vẫn còn đen, dáng người cao gầy, nhìn qua có vẻ rất anh tuấn. Phụng Phụng đột nhiên túm lấy khăn che mặt của hắn giật nhẹ, miệng vẫn ê a, à, mảnh khăn rơi xuống lộ ra gương mặt của người kia. Đường Lệ Từ để mặc cho Phụng Phụng kéo khăn của hắn mà không hề ngăn cản. Y Liếc nhìn cái kia một cái, hóa ra là Lê Huynh môn hạ của Phác Tiền bối, thất kính, thất kính rồi. người này quả nhiên là Tam đệ tử Lê Viễn môn hạ của Pháp Trung cư. Khăn che mặt rơi xuống, mặt hắn xám ngoét, ba lần bốn lượt muốn cầm thanh kiếm gãy kia lên tự vẫn, nhưng trên tay đổ mồ hôi rồi mềm nhũn ra, thực chất là không có dụng khí, chết ngay lập tức. Mái tóc xám của Đường Lệ từ xóa trên vai, y dịu dàng mỉm cười, chẳng hay có phải Lê huynh cũng nhận một vạn lượng bạc của kẻ bịt mặt để đến đây giết ta không? Y ôm đứa bé trong lòng, dung mạo thanh tú từ đầu đến chân không hề tỏa ra sát khí nhưng chẳng hiểu vì sao chán Lê Viễn không ngừng túa ra mồ hôi lạnh. Trong bụng hắn nói đúng, nhưng ngoài miệng lại lắp bắp, ta, ta. Hóa ra không phải Lê Huynh nhận một vạn lượng bạc của người khác, thế thì dễ nói chuyện rồi. Đường lệ từ thở dài, vậy vì sao Lê Huynh muốn giết ta? Lê Viễn há hốc miệng, cứng họng không thốt được câu nào, chỉ nghe đường lệ từ nói tiếp, nếu người nói ghét ta nên muốn giết ta thì bẻ gãy một tay ngươi, nếu bảo định giết người khác nhưng vào nhầm phòng thì ta bẻ nốt cái tay còn lại, nếu nói. Y còn chưa nói hết, đầu Lê Viễn đã đầm đìa mồ hôi, hắn lắp bắp nói, "Có, có người sai ta đến đây giết ngươi." Đường Lệ từ khẽ cười, "Nếu ngươi nói không biết kẻ sai ngươi đến giết ta là ai thì ta vặn gãy cổ ngươi." Lê Viễn chỉ cảm thấy vị trí Đường Lệ từ giữ chặt lấy tay mình mới đầu còn mềm mại ấm áp. Cái đó là đau nhức thấu xương, y đã vặn cánh tay hắn vòng ngược ra sau cổ. Đường lệ từ và đứa trẻ kia vòng ra sau lưng hắn, chỉ cần hắn thốt ra một câu không biết thì đầu tiên y sẽ vặn gãy tay hắn, sau đó dùng tay hắn siết gãy cổ hắn. Lê Viễn vội gào lên, đường công tử tha mạng, là dư đại hiệp sai ta chạy về đây giết ngươi, bởi vì hắn nghi ngờ độc trong rượu là do ngươi hạ. Đường lệ từ mỉm cười, vậy à? Thế vì sao ngươi phải nghe lời hắn? Bởi vì, bởi vì, ta và cậu sư huynh đều mắc bẫy của thi đình hạc, chúng độc tinh quỷ cửu tâm hoàn. Sắc mặt Lê Viễn phờ phạc, mà trong nội địa Trung Nguyên, người duy nhất bán thuốc này chính là Dư Khấp Phương. Câu nói này khiến đường lệ từ bất ngờ, không phải thi đình hạc mà là Dư Khấp Phượng sao? Lê Viễn tiến lên quỷ đánh rầm xuống đất, đường công tử tha mạng mấy người anh em chúng ta là bạn tốt của Phong Truyền Hương và Giang Thành. Phù lưu quỷ ảnh hại chết vợ Phong Truyền Hương khiến tất cả chúng ta căm phẫn. Khi Thi Đình Hạc khuyên Phong Truyền Hương uống thuốc tăng cường công lực, chúng ta đều có mặt ở đó. Giang Thành chưa uống thuốc đó, nhưng chúng ta đều đã uống, có trời đất chứng giám. Ban đầu ta chỉ muốn báo thù cho bạn, ta vốn là người tốt. Đường lệ từ hỏi, vậy sao? ngoài chuyện ngươi mua thuốc từ tay dư Khớp phượng thì không thể không nghe hắn sai bảo, ngươi còn biết gì nữa không? Trong võ lâm có không ít người giống chúng ta, vì tinh quỷ cửu tâm hoàn mà không thể không nghe mệnh lệnh của dư đại hiệp, dư Khớp phượng. Nhưng ta biết sau lưng dư Khớp phượng còn có chủ nhân. Nơi thực sự làm ra tinh quỷ cửu tâm hoàn gọi là phong lưu điềm. Trong phong lưu điềm có đông và tây công chúa, hai người này xinh đẹp tuyệt trần, ngay đến dư khớp phượng cũng phải hết lòng cung kính với hai nàng trên đông và tây công chúa vẫn có một người nữa còn người này là ai thì ta thật sự không biết lê viễn sợ run rẩy cả người hắn không nhìn thấy vẻ mặt đường lệ tư chỉ biết người đứng sau lưng hắn là một nam nhân lòng dạ độc ác quỷ thần khó lường. chợt có một ngón tay nhẹ nhàng trượt ra sau gáy hắn hắn cứ ngỡ đó là ngón tay của phụng phụng nhưng một lát sau ngón tay kia từ sau gáy chậm chậm vẽ một vòng quanh cổ, rồi lướt xuống trước người hắn, có người ghé sát vào cổ hắn đến mức nghe thấy cả tiếng thở và cảm nhận được hơi ấm. Lê Viễn càng kinh hãi hơn, chỉ cảm thấy người kia ghé vào tay hắn khẽ khàng thổi một hơi, ngón tay vẽ đến vị trí trái tim trước ngực hắn thì nhẹ nhàng ấn xuống, dịu dàng nói, ngươi quay về báo với chủ nhân dư kiếm vương của ngươi, rằng ngươi không giết được đường lệ từ, võ công của y cao thâm khó dò là thiên hạ đệ nhất. Món quà ban nãy dư kiếm vương tặng y, giờ y trả lại nó trên người ngươi, xin hắn hãy kiểm tra kỹ. Nếu người muốn sống thì cầu xin hắn cứu ngươi đi, có điều ta đoán hắn quá nửa là không định cứu ngươi đâu, ha ha. Lê Viễn sợ đến mềm nhũn cả người, đường lệ từ cuối người từ sau lưng vòng ra trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười. Người này cười lên nhìn vẫn ôn nhu đẹp đẽ, bàn tay trơn nhẵn ấm áp như ngọc, nhưng lại cho hắn cảm giác cứ như một con rắn độc đang quấn trên người mình. Con rắn độc này lại còn toát ra vẻ diễm lệ, tuy hắn sợ hãi đến đỉnh điểm, nhưng vẫn không ngăn nổi suy nghĩ người trước mắt quả là một mỹ nhân. Đi đi, đường lệ từ phất tay áo, lê viễn mơ mơ hồ hồ bị y ném ra ngoài cửa sổ, đờ đẫn chạy về họa mi quán, nỗi sợ trong lòng vẫn chưa vơi bớt, y... Y làm sao có thể là một mỹ nhân ác độc như rắn rết chứ? Chẳng phải đường lệ từ là người có học nói năng nhã nhặn, chi thư đạt lý sao? Rõ ràng y là một quân tử, là người tốt thuộc phe chính đạo trong giang hồ, sao? Sao lại thế này? Trong phòng, đường lệ từ tao nhã ngáp một hơi rồi đặt phụng phục lên giường, khẽ thở dài, ôi! Người dọa người ta sợ suýt chết, còn than thở nỗi gì? Trên trạc cây không xa có người nói, được hời còn khoe mẽ. Đường lệ từ vỗ nhẹ nhẹ lên mặt mình, bảo ngươi đi cứu người mà sao về nhanh thế? người ngồi trên trạc cây xem kịch nãy giờ đương nhiên là chỉ vân ta không phải đại phu người hạ thạch tín cùng lắm chỉ là mọi người đau bụng mấy hôm dụng vài cọng tóc là khỏe rồi ta biết cứu chỗ nào được đường lệ từ mỉm cười còn cổ khê đàm đâu chỉ vân nhảy từ trên cây xuống dáng người cao mất tiêu sái. đương nhiên hắn còn đang cứu người vừa rồi dư khấp vượng hạ ám kình lên người ngươi à Đường Lệ từ ngẩng đầu nhìn trời sao, một luồng nội lực tính hàn chấn vào tâm mạch thôi, không tính là cao tay cho lắm. Chỉ Vân cũng nhìn trời, cho nên lúc ngươi rời tiệc đã biết chắc chủ mưu giết cậu giáp là Dư Khấp Phượng, lại còn cố ý nói cho Dư Khấp Phượng biết ta nghi ngờ hắn. Ngươi làm thế chỉ e không phải muốn dùng ta làm mồi nhử dụ hắn ra tay, mà là muốn hắn bỏ qua ta để ra tay thẳng với ngươi đúng không? Đường Lệ từ đáp, việc này nếu ngươi đã muốn nghĩ vậy thì cũng không sai. Võ công dư lão đầu cũng không hề yếu, thanh danh lẫy lừng, sao lại dính líu đến cái thứ thuốc độc hại người kia? Chẳng lẽ làm hiệp khách giả nhân giả nghĩa đứng đầu thiên hạ thấy nhàm chán quá nên mới thử làm ma đầu xem sao? Chỉ vân kinh ngạc nói, hắn và thi đình hạc đều uống tinh quỷ cửu tâm hoàn, vậy vì sao ở kiếm hội trung nguyên hắn lại thua dưới kiếm của thi đình hạc? Đường lệ từ đáp, có lẽ ở kiếm hội trung nguyên hắn vẫn còn trong sạch sau khi thua nhục nhã tức tuổi dưới tay thi đình hạc mới dính dáng đến tinh quỷ cửu tâm hoàn chỉ vân hừ khẽ biết là dư khớp phượng thì làm gì được hắn vừa rồi ngươi thả tên kia về dư khớp phượng quá nửa là muốn giết hắn diệt khẩu chết không có đối chứng chuyện này cũng coi như tan thành mây khói đường lệ từ ai một tiếng đối chứng y mỉm cười với tình tình của chỉ vân xưa nay hành sự đã từng bàn đúng sai bao giờ. Chỉ vân trợn mắt nhìn y, lát sau ngửa mặt lên cười lớn, ha <laughs> ha. Lão tử cứ nghĩ ngươi quen ngụy trang sống như đám rùa kia, quá nửa đã biến thành rùa thật. Hóa ra hồ ly vẫn là hồ ly thôi, dù có khoác lên người một bộ lông trắng tinh tươm thì vẫn cứ là hồ ly. Hắn xì một tiếng, lại còn là hồ ly có độc. Không dám không dám, đường lệ từ mỉm cười, võ công dư khớp phượng không kém nếu như uống thêm tinh quỷ cửu tâm hoàn nhất định càng khó đối phó hơn hai ta cùng tìm đến chưa chắc đã có cửa thắng chỉ vân cười nhạt thế thì phải làm sao đường lệ từ đáp phải tìm thêm người giúp chứ sao chăng gì chỉ vân liếc mắt nhìn y không phải ngươi vừa tự nhận võ công cao cường đệ nhất thiên hạ đấy à còn cần ai giúp nữa đường lệ từ giơ món tay lên gõ nhẹ vào thái dương võ công ta cao cường là thật còn đệ nhất thiên hạ ấy à, ta chưa từng tỉ thí với ai, làm sao ngươi biết ta không phải. Chỉ vân phát điên, lão tử chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như ngươi. Đường lệ từ nói, chủ tử mặt dày vô sỉ, thư đồng hung hăng phách lối, quả là xứng đôi vừa lứa mà. Y thoáng ngưng lại rồi tiếp, tuyết tuyến tử cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng mà hắn lời quá, dư khớp vượng cũng chẳng phải mỹ nữ tuyệt thế gì hay ta tìm một vị đại hiệp bạch đạo nhiệt huyết bừng bừng võ công kha khá, khá. ừm, cổ khê đàm thì sao? Chỉ Vân hờ hững đáp, cổ khê đàm đúng là không tệ, nhưng đáng tiếc không có chứng cứ. Muốn hắn tin tưởng lời nói một phía của ngươi mà ra tay với dư khấp phượng thì e là không được đâu. Đường lệ từ thở dài, vậy chỉ còn hạ hạ sách rồi. Hạ hạ sách là gì? Đôi mắt Chỉ Vân khẽ đảo, đột nhiên nghĩ tới thói quen của tên này. Đường lệ từ đáp, bỏ tiền ra mua người, lạc phách thập tam sát thủ lâu, đủ kiều người từ hạng nhất đến hạng bét, tiền nào của nấy. Chỉ vân cười ha hả người muốn mua người về giúp. Ai, đường lệ từ đáp, năm vạn lượng vàng, ánh mắt chỉ vân trầm xuống, thầm lang hồn. Trên giang hồ không thiếu bang phái sát thủ lớn có nhỏ có, trong đó nổi tiếng nhất là chu lộ lâu. Mấy năm trước chu lộ lâu lục đục nội bộ tự hủy, thế là lạc phách thập tam lâu nổi lên thay thế. Trong lạc phách thập tam lâu đông đảo nhân tài, người nổi tiếng nhất trong số đó hiển nhiên là lãnh diện xà tiên thẩm lang hồn. Võ công của hắn có thể xếp vào hàng 10 người đứng đầu giang hồ, ba năm trước không biết vì duyên cớ gì mà lại chịu hạ mình làm sát thủ, hơn nữa còn cực kỳ tuân thủ nguyên tắc, chưa bao giờ thất bại, chỉ cần có người ra được giá là hắn có thể giết được người. Chỉ Vân nói ra ba chữ thẩm lăng hồn thì đến kẻ mông cuồng như hắn cũng phải trầm xuống. Đường lệ tư mỉm cười, không sai. Nghe cũng được đấy, chỉ Vân nghe hai chữ không sai của đường lệ tư thì cười ầm lên. Vậy là, lão tử bắt tay với thứ tà ma ngoại đạo như thẩm lăng hồn mà không thể đánh cho đại hiệp bạch đạo dư lão đầu nằm bò ra đất thì chắc là cực kỳ mất mặt phải không? Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn